Quý vị đã đến với chương trình tin tức tổng hợp được phát sóng trên đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên hệ thống Galaxy 19 được phủ sóng toàn tiểu bang 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada, trên các app điện tử và trên hệ thống website ibctv.us. Phụ trách chương trình tin tức bản tin 12 giờ trưa ngày hôm nay, Sướng Ngôn Viên, Tuyết Nha và Vũ Quang Bình xin trân trọng kính chào. Như thường lệ, sau đây kính mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin. Bà Nancy Pelosi dẫn đầu phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ công du Armenia lên án cuộc tấn công bất hợp pháp của Azerbaijan. Trận bão Fiona làm hàng triệu người mất điện tại Puerto Rico. Bảy tiểu bang bị ô nhiễm không khí hàng đầu Hoa Kỳ. New Orleans vượt San Luis trở thành thủ đô xảy ra các vụ giết người nhiều nhất Hoa Kỳ. Nhà quan thuế Hoa Kỳ lưu trữ tài liệu ghi trong điện thoại và laptop của du khách nhập cảnh. Sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên liên quan tới tình hình tại Azerbaijan qua phần trình bày của sư ngôn viên Vũ Quang Vinh. Bà Nancy Pelosi dẫn đầu phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ công du Armenia lên án cuộc tấn công bất hợp pháp của Azerbaijan. Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi vào cuối tuần vừa qua đã dẫn đầu phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ công du Armenia, trở thành viên chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ đến đất nước này kể từ khi Armenia giành độc lập năm 1991. Tháp tùng chuyến đi còn có Frank Pollon của New Jersey và Jackie Speer của California. Anna Eshoo của California nhấn mạnh sự cam kết ủng hộ một Armenia hòa bình, thịnh vượng và dân chủ. Chuyến công du diễn ra sau các cuộc đụng độ chết người hôm đầu tuần tại khu vực dọc biên giới của Armenia và Azerbaijan. Hai quốc gia Liên Xô cũ đã rơi vào cuộc tranh chấp lãnh thổ Nagorno-Karabakh kéo dài hàng thập niên, nguy cơ dẫn đến các cuộc xung đột dữ dội. Nhưng một viên chức Armenia cuối ngày thứ Tư đã cho hay đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn với Azerbaijan. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden năm rồi trở thành tổng thống đầu tiên chính thức công nhận vụ thảm sát 1,5 triệu người Armenia dưới thời đế chế Ottoman hồi Thế chiến thứ nhất là tội ác diệt chủng xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 1915 đến năm 1923. Vào hôm thứ Bảy, bà Nancy Pelosi cho rằng thế giới phải thực hiện bổn phận đạo đức để ngăn chặn hành động tàn bạo diễn ra trên thế giới, trong đó có cuộc chiến tranh Nga xâm lược Ukraine. Bà cũng đã chỉ trích cuộc tấn công của Azerbaijan mặc dù đã ký kết ngừng bắn. Armenia là đồng minh thân cận của Nga, trong khi Azerbaijan liên kết với Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc xung đột xảy ra tại vùng núi Nagorno-Karabakh kéo dài từ thập niên 1980, bùng phát thành cuộc chiến tranh vào năm 2020, cho phép Azerbaijan chiếm lại các vùng lãnh thổ đã bị Armenia chiếm đóng nhiều thập niên. Trận bão Fiona làm hàng triệu người mất điện tại Puerto Rico. Trận bão Fiona đổ bộ Puerto Rico vào chiều Chủ nhật đánh sập hệ thống điện của hòn đảo, làm hàng triệu người sống trong bóng tối, buộc chính quyền yêu cầu người dân ở lại nhà để tránh lũ lụt xảy ra. Theo phát ngôn viên công ty dịch vụ điện tư nhân Luma Energy là Hugo Sorrentini, trận bão mang theo gió mạnh đã đánh sập đường dây truyền tải lưới điện làm hàng triệu người mất điện. Ông cho biết thời tiết nguy hiểm đã cản trở việc sửa chữa kể cả thẩm định thiệt hại trận bão. Ông Sorrentini đã nói thêm, việc khôi phục hoạt động của mạng lưới cung cấp điện tại đây có thể mất vài ngày. Công ty điều hành Luma và Quanta đã điều động thêm 5.000 công nhân tới sửa chữa hệ thống đường dây bị hư, trong khi trận bão Fiona di chuyển tới Dominica. Trận bão đổ bộ vào Puerto Rico gần 5 năm sau trận bão Maria tàn phá cơ sở hạ tầng làm chết hàng ngàn người. Đây cũng là dịp kỷ niệm 33 năm trận bão Hugo đổ bộ. Fiona trở thành trận bão cấp 2 trong 24 tiếng đồng hồ tới, di chuyển với sức gió 100 dặm một giờ. Tại thị trấn miền núi Utuado bị chia cắt với thế giới bên ngoài trong thời gian bão Maria đổ bộ. Cảnh sát cho biết chiếc cầu đã bị sập sau khi được xây dựng để thay thế chiếc cầu bị bão Maria đánh sập. Chủ nhật, Tổng thống Biden đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang, cho phép FEMA giải ngân để giúp cho hòn đảo này phục hồi sau trận bão. Bảy tiểu bang bị ô nhiễm không khí hàng đầu ở Hoa Kỳ. Ô nhiễm không khí làm ảnh hưởng đến phổi và làm hại sự phát triển bộ não của con người, gây căng thẳng tâm lý và suy giảm nhận thức ở người lớn. Kết quả của nghiên cứu của các nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia năm 2019
còn khám phá ra rằng số người Hoa Kỳ thiệt mạng vì tình trạng ô nhiễm không khí hàng năm đã lên tới 100.000 người, gần bằng số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Theo US News và World Report, thì mọi người nên tránh cư ngụ tại các vùng bị ô nhiễm không khí thời gian dài. Bảng xếp hạng dựa trên số liệu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ năm 2019 đo lường mức độ ô nhiễm hóa chất độc hại ở mỗi tiểu bang và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, gây nhiều loại bệnh mãn tính từ ung thư đến dị tật bẩm sinh dựa vào khí thải của các nhà máy sản xuất phát điện, khai thác mỏ. Tuy nhiên, mối đe dọa chưa đến tính đến nguy cơ không khí ô nhiễm trong các lĩnh vực như giao thông vận tải, sản xuất nông nghiệp hoặc sửa chữa ô tô. Danh sách các tiểu bang bị ô nhiễm không khí nặng nề nhất được đếm từ dưới lên gồm Louisiana, Nevada, Indiana, Delaware, Utah, Ohio và Oregon. Kết quả cuộc phân tích năm 2020 của dự án Môi sinh cho thấy Louisiana là nơi tọa lạc 4 trong 10 nhà máy hóa chất gây ô nhiễm không khí trầm trọng hàng đầu Hoa Kỳ. Las Vegas và Reno của Nevada được đưa vào danh sách 25 thành phố ô nhiễm nhất ở Hoa Kỳ vì các hạt bụi trong không khí. New Orleans đã vượt San Luis trở thành thủ đô xảy ra những vụ giết người nhiều nhất Hoa Kỳ. New Orleans vượt qua San Luis chiếm đầu danh sách những thủ phủ xảy ra nhiều vụ giết người nhất Hoa Kỳ với án mạng tăng 141% trong thời gian gần đây. Theo Ủy ban Tội phạm Đô thị, Tổ chức Theo dõi Tội phạm, thì New Orleans xảy ra 52 vụ giết người trên 100.000 người dân. Tính tới ngày 11 tháng 9 năm nay, còn tại San Luis là 45 vụ. Trong khi đó, Chicago 18 vụ và New York là 3 vụ rưỡi trên 100.000 người dân. Đầu tháng này, giới chức tại New Orleans công bố một kế hoạch sử dụng 80 triệu Mỹ Kim để tăng lương cho nhân viên cảnh sát, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí và 30.000 Mỹ Kim tiền thưởng dành cho người mới được tuyển mộ vào lực lượng cảnh sát. Họ điều động 200 cảnh sát viên hành chính sang lực lượng tuần tiểu tăng cường bảo vệ an ninh tại các khu phố nơi đây. Nhà quan thuế Hoa Kỳ lưu trữ các tài liệu ghi trong điện thoại và laptop của du khách nhập cảnh. Nhân viên quan thuế của Hoa Kỳ đã thừa nhận đã lưu trữ các bản sao, các nội dung ghi trong điện thoại và máy tính xách tay của du khách, trong đó có hồ sơ y tế, ảnh và lịch hẹn để không mất thời gian thực hiện các cuộc giám sát. Theo nhật báo The Washington Post, thì hàng ngàn dữ liệu điện tử của du khách quốc tế đã được lực lượng quan thuế và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ âm thầm giữ lại để lưu trữ trong vòng 15 năm. Quan thuế và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ CBP là đơn vị thực thi pháp luật lớn nhất quốc gia với khoảng 60.000 nhân viên, không hề thực hiện lệnh khám xét điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay bị cho là vi hiến, xâm phạm quyền riêng tư của cá nhân. Du khách quốc tế đều biết rằng CBP có thể bắn xuyên các vật dụng điện tử và đồ đạc để thu thập dữ liệu ghi trong các thiết bị điện tử như danh bạ, tin nhắn, lịch trình hoạt động, hình ảnh, bài đăng trên mạng xã hội, hồ sơ y tế và tài chính của hơn 2.500 thành viên của cơ quan có quyền truy cập. Thông tin này sau đó có thể được chuyển đến các cơ quan thực thi pháp luật khác như FBI hoặc Sở Cảnh sát. Thưa quý vị, như thường lệ, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ trở lại để tường trình đến quý vị những tin tức nổi bật liên quan tới Eric Adams đã cân nhắc kế hoạch biến du thuyền thành nhà ở di dân ra sao, hay là cà chua tím biết đội gin được tung ra thị trường Hoa Kỳ vào năm tới như thế nào. Giới chức Hoa Kỳ cho biết tập đoàn quân sự tư nhân Nga đang tìm cách tuyển mộ phạm nhân đi tham chiến tại Ukraine và nhiều bản tin nổi bật từ Việt Nam. Kính mong quý khán giả đón xem trên đài IBC.